Sự kiện UFO Hồ Phan Con là một vụ chạm trán vật thể lạ nghi là UFO xảy ra vào năm 1967 tại Hồ Phan Con, Canada. Một người đàn ông đã bị bỏng và để lại dấu vết không mở đi suốt 32 năm. Đây là một trong những sự kiện UFO đáng chú ý nhất trong lịch sử. Sự việc xảy ra vào năm 1967 tại Hồ Phan Con, trong công viên Wiesel thuộc tỉnh Manitoba của Canada. Đồng xu hình bầu dục mà chúng ta đang thấy phía trên là đồng xu kỷ niệm do Royal Canadian Mint phát hành năm 2018. Nó trông giống như một đồng xu hình giọt nước, khắc hình một người đàn ông rơi xuống đất, hai tay giơ lên như muốn chặn lại thứ phía trên đầu anh ta là một UFO đang bay lơ lửng. Nếu bạn tắt đèn và dùng tia cực tím chiếu vào đồng xu, bạn cũng có thể nhìn thấy chùm ánh sáng màu vàng xanh phóng ra từ bên dưới đĩa bay. Như thể nó đang muốn bắt cóc người đàn ông phía bên dưới. Trong mắt nhiều người, đây có thể là một đồng tiền kỷ niệm lạ mắt do bộ phận sản phẩm tiền kỷ niệm của ngân hàng thiết kế. Mục đích rõ ràng là để bán với giá cao, nhưng thực tế lại không phải vậy. Đồng xu kỷ niệm này không chỉ có hình dạng đặc biệt, mà câu chuyện đằng sau nó còn đáng ngạc nhiên hơn nữa. Nó được phát hành để kỷ niệm 50 năm sự kiện UFO Hồ Phan Con ở Canada. Chris Rutkowski, chuyên gia người Canada trong lĩnh vực huyền bí, tin rằng sức ảnh hưởng của sự kiện UFO Hồ Phan Con ở Canada thậm chí còn vượt xa sự cố Roswell năm 1947. Vậy, chính xác thì điều gì đã xảy ra với người đàn ông trên đồng xu hơn 50 năm trước? Người đàn ông có cánh tay giơ lên trên đồng xu tên là Stephen Michalak. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, ông cùng gia đình từ Ba Lan di cư đến Canada. Một ngày tháng 5 năm 1967, Stephen khởi hành từ Winnipeg, Manitoba đến một vùng núi có tên là Hồ Phan Con để tìm kiếm thạch anh và bạc. Nhưng điều này đã thay đổi phần còn lại của cuộc đời anh. Bởi vì trong những năm 1960 và 1970, nhiều khu vực hoang dã không có người quản lý, nên nơi hẻo lánh của Hồ Phan Con cũng rất hoang vắng. Thường chỉ có một số loài chim hoang dã sinh sống ở đây. Khi Stephen đến Hồ Phan Con, anh ta chợt thấy một đàn chim bay đi cùng một hướng như thể đang sợ hãi điều gì đó. Bối rối, Stephen vô thức nhìn về hướng ngược lại của đàn chim để xem chuyện gì đang xảy ra. Cảnh tượng này khiến anh giật mình vì thấy hai chiếc máy bay hình chiếc đĩa lơ lửng trên không, phát sáng màu đỏ và từ từ giảm tốc độ. Đột nhiên một chiếc trong số đó dừng lại trên không, trong khi chiếc còn lại bay càng lúc càng gần, hạ cánh xuống một không gian trống trải cách anh ta không xa. Stephen lúc này bị thu hút bởi chiếc đĩa bay vừa hạ cánh. Anh đã trốn sau một tảng đá, nên trong thời gian này, anh đã vẽ một bản phác thảo về các đặc điểm của đĩa bay. Qua ghi chép trên bản phác thảo có thể thấy đường kính của đĩa bay khoảng 12 mét và chiều cao khoảng 3 mét. Nhưng khi Stephen hoàn thành bản phác thảo, anh đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm trong không khí trôi về phía mình cùng với mùi lưu huỳnh. Sự tò mò đã thúc đẩy Stephen đến gần đĩa bay hơn. Vào ngày 24 tháng 5 năm 1967, Cảnh sát Hoàng gia Canada đã lập một bản ghi chi tiết về Stephen, trong đó giải thích chi tiết về cuộc gặp gỡ của Stephen với UFO. Theo mô tả trong bản ghi âm, khi Stephen đến gần đĩa bay, không khí ấm áp và mùi lưu huỳnh trong không khí trở nên nồng nặc hơn. Đồng thời, anh còn có thể nghe thấy tiếng vo ve như tiếng gió, giống như động cơ của đĩa bay đang hút không khí. Lúc này, Stephen thấy bên cạnh máy bay có một cánh cửa đang mở, có ánh sáng chói lòa từ bên trong. Vì tò mò nên anh ta đã bước đến và nói: "Nếu bạn là người Mỹ thì hãy ra ngoài, đừng sợ. Nếu bạn cần giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết." Nhưng bên trong không có người trả lời. Lúc này Stephen lại hỏi bằng tiếng Nga, vẫn không có ai trả lời. Sau đó Stephen lần lượt hỏi từng câu bằng tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Ukraine, nhưng vẫn không có ai trả lời. Stephen quyết định nhìn vào bên trong đĩa bay nên tiến đến gần hơn. Nhưng bên trong không thể nhìn thấy ai hay sinh vật nào, ngoại trừ nhiều tấm đèn và chùm sáng khác nhau. Khi Stephen chuẩn bị rời đi, cửa sập của đĩa bay đột nhiên đóng lại, vừa vặn một cách hoàn hảo và không hề có dấu vết của một cánh cửa. Stephen lúc này tò mò chạm vào bề mặt đĩa bay. Khi chạm vào, tay anh cảm thấy nóng như thiêu đốt. Ngay cả găng tay đang đeo cũng bị cháy, nên anh nhanh chóng rút tay lại. Điều khiến Stephen bối rối là anh đứng cạnh đĩa bay và không cảm thấy nhiệt độ cao. Nhưng bề mặt của đĩa bay có thể làm cháy găng tay của anh, thậm chí còn có vết bỏng trên lòng bàn tay. Một lúc sau,
đĩa bay bắt đầu quay ngược chiều kim đồng hồ. Ngay khi Stephen chuẩn bị tiến xa hơn, một luồng khí cực mạnh đột nhiên phun ra đĩa bay và đẩy anh ra ngoài. Năng lượng mạnh mẽ khiến quần áo anh bốc cháy. Lúc này, đĩa bay nhanh chóng cất cánh và biến mất không dấu vết. Lúc này, anh cầm la bàn lên thì phát hiện con trỏ đang quay không đều. Sau đó vài phút từ từ dừng lại. Khi mọi chuyện kết thúc, Stephen thậm chí còn nghĩ rằng mình đã mơ hoặc ảo giác. Nhưng cơn đau đầu dữ dội và buồn nôn đã khiến anh trở lại thực tế. Đây quả thực không phải là một giấc mơ mà là một trải nghiệm có thật. Khi Stephen trở lại khách sạn, anh cảm thấy ngực đau nhức không chịu nổi. Khi cúi đầu xuống thì thấy ngực mình bị bỏng nặng. Lúc này, Stephen biết mình chỉ có thể được cứu khi rời khỏi đây, nên anh rời khách sạn, mở la bàn và lái xe đi một cách khó khăn. Sau khi lái xe được một đoạn thì bị sĩ quan RCMP Solotki đang đi tuần tra phát hiện. Solotki lúc đó tưởng Stephen đã uống quá nhiều. Nhưng khi lại gần, anh phát hiện người Stephen không hề có mùi rượu. Stephen đã nói với cảnh sát chính xác những gì đã xảy ra với anh ta. Nhưng cảnh sát không tin anh ta chút nào và nói với anh ta rằng anh ta có việc khác phải làm và rời đi trước. Sau khi Stephen từ trên núi xuống, anh được đưa đến bệnh viện ở Winnipeg, nơi anh được khám và điều trị vết bỏng ở vùng bụng trên. Có thể thấy từ bức ảnh vào thời điểm đó, Stephen đã có những vết bỏng rõ ràng như lưới trên ngực và bụng. Chiếc áo vest anh mặc sau lưng cũng có dấu hiệu cháy. Bác sĩ không thể xác định nguyên nhân gây ra vết bỏng trên cơ thể Stephen và cuối cùng phải phân loại chúng là bỏng hóa chất. Sau khi xuất viện, Stephen, người gặp UFO, luôn có mùi lạ, tiêu chảy, đau đầu, ngất xỉu và sụt cân liên tục. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của anh. Vì vậy, Stephen đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ phòng khám Mayo ở Minnesota và thậm chí còn liên hệ với bác sĩ tâm thần. Nhưng kết quả vẫn như lần đầu nhập viện, không có tiến triển gì. Báo cáo chẩn đoán do một số bệnh viện đưa ra chỉ ra rằng bắt đầu từ tháng 5 năm 1967, các triệu chứng ban đầu và ngứa ở ngực và chân của Stephen liên tục hồi phục và tái phát với khoảng thời gian khoảng 110 ngày mỗi lần. Bắt đầu từ tháng 1 năm 1968, các đợt tái phát trở nên thường xuyên hơn, nhưng thời gian của các triệu chứng bắt đầu ngắn lại. Các bác sĩ đã thử nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng không loại nào có tác dụng đáng kể. Các bác sĩ tin rằng các triệu chứng của Stephen giống như ngộ độc phóng xạ, nhưng nhiều xét nghiệm khác nhau cho thấy anh không bị phơi nhiễm phóng xạ quá liều. Nhưng số lượng tế bào lympho của anh đã giảm xuống mức nguy hiểm đến tính mạng. Báo cáo của bác sĩ tâm thần cho thấy Stephen là một người rất thực tế. Nói cách khác, Stephen là người không bịa chuyện. Cuối cùng, quần áo, găng tay và một số đồ dùng mà Stephen mặc khi xảy ra vụ việc đã được cất giữ trong kho lưu trữ của Đại học Manitoba, Canada. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Ngay sau vụ việc, một số cơ quan ở Canada và Hoa Kỳ đã bắt đầu điều tra những tuyên bố của Stephen. Sau đó, một số chuyên gia cho rằng sở dĩ mọi người quan tâm đến vấn đề này là vì một số yếu tố đóng vai trò rất lớn. Đầu tiên là độ tin cậy của nhân chứng, là người đã trải qua toàn bộ sự việc. Stephen được bác sĩ tâm thần đánh giá là người đáng tin cậy. Anh không có tiền sử cố tình tạo ra những sự kiện giật gân và gây sự chú ý, khiến những tuyên bố của anh càng thuyết phục hơn. Ngoài ra, Stephen không bao giờ nói phóng đại. Ngay cả trước khi vụ việc xảy ra, anh là một người vô thần, không tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Thứ hai, Stephen mô tả tổng thể vụ việc rất chi tiết, bao gồm hình dạng, kết cấu và sức nóng khủng khiếp của đĩa bay, cũng như găng tay và quần áo bị cháy. Những chi tiết trùng khớp này khiến mọi người tin rằng trải nghiệm của anh là thật. Cuối cùng là bằng chứng vật chất. Bằng chứng vật chất mà Stephen có thể cung cấp đã củng cố cho tuyên bố của anh ta. Trên cơ thể anh ta có dấu hiệu bị bỏng rõ ràng. Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì anh ta mô tả, rằng phi thuyền đã phun ra khí nhiệt độ cao và đánh bay anh ta. Điều không thể chối cãi nhất là nơi đĩa bay hạ cánh rõ ràng đã đốt cháy thảm thực vật. Điều này đã trở thành một trong những bằng chứng quan trọng của toàn bộ vụ việc. Các nhà điều tra cũng cố gắng hết sức để cung cấp cho công chúng lời giải thích thông thường cho vụ việc. Có thể là một chiếc máy bay hoặc phương tiện quân sự mà Stephen gặp phải ngày hôm đó. Nhưng không ai có thể giải thích được hết các chi tiết và bằng chứng vật chất trong báo cáo điều tra. Sau đó, theo hồ sơ của cảnh sát địa phương, khoảng một tuần sau sự cố ở hồ Falcon, một số người dân khác ở Manitoba cũng báo cáo rằng
họ cũng nhìn thấy một UFO hình con bướm màu đỏ. Và trong vài năm tiếp theo, ngày càng có nhiều cảnh tượng được tiết lộ. Mặc dù Stephen đã cung cấp bằng chứng tương đối đầy đủ về sự cố ở hồ Phan Con, nhưng một số người vẫn tỏ ra hoài nghi về UFO. Họ đã đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau cho vụ việc này. Một số người cho rằng toàn bộ vụ việc chỉ là một trò lừa bịp hoặc bịa đặt nhằm đánh lạc hướng chú ý của dư luận vì một số lý do nào đó. Đại đa số những người hoài nghi tin rằng Stephen thực sự làm điều đó để thu hút sự chú ý và thu được lợi ích tài chính. Nhưng lời giải thích này không thể giải thích được bằng chứng vật chất, cũng không thể giải thích được tại sao sau đó Stephen không những không xuất hiện trước công chúng mà dường như đang trốn tránh sự chú ý của công chúng. Một số người hoài nghi tin rằng có lẽ Stephen đã gặp phải một hiện tượng tự nhiên nào đó, chẳng hạn như phóng điện hoặc một hiện tượng khí quyển hiếm gặp. Cuối cùng, một số người cho rằng Stephen có thể đã gặp vấn đề về tâm lý, ảo tưởng hoặc tưởng tượng. Nhưng điều không thể chối cãi là cho đến khi Stephen qua đời vào năm 1999, những vết sẹo để lại vào ngày anh tiếp xúc với đĩa bay vẫn không hề mở đi. Sự cố ở hồ Phan Con gây khó hiểu vì không giống như nhiều sự cố UFO khác, rất khó để phủ nhận hoàn toàn nó. Và bản thân Stephen dường như là một nhân chứng đáng tin cậy.